Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin tiết lộ bí mật quốc gia, nữ stream Milona bị phạt 10 triệu đồng. Bao lâu nay, những thông tin về mặt trái của quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam đều được liệt vào những điều cấm kỵ. Ở các nước dân chủ, những vấn đề liên quan đến đời tư của nguyên thủ quốc gia, người ta không cấm cản người dân nói. Dân muốn nói gì cũng được, nhưng đừng nói sai sự thật, bởi sai sự thật sẽ bị kiện ra tòa về tội phỉ báng. Về sức khỏe lãnh đạo là vấn đề mà người dân cần chính quyền rất minh bạch. Tại các quốc gia dân chủ, sức khỏe lãnh đạo có thể được giữ bí mật, nhưng nó không liệt kê vào hàng bí mật quốc gia. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì sức khỏe lãnh đạo, mà đặc biệt là các nhân vật trong tứ trụ, được xem là tối mật. Việc luật hóa những quy định quái gở này được xem là hành động bao che cho lãnh đạo có quyền điều hành đất nước trong tình trạng không tỉnh táo. Đây là hình ảnh chuyện tưởng đùa nhưng lại như thật. Câu chuyện nữ livestream Milona Nguyễn Thị Thanh Loan nói ông chủ tịch nước bị hói đầu vì xem phim 18 cộng, xem ra chưa có hồi kết. Rất nhiều luồng ý kiến về trường hợp này, những ý kiến nhiều nhất vẫn là xoáy vào hành động của ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng xử với trường hợp khi cô gái này phát ngôn trên mạng. Và hầu hết cho rằng ông chủ tịch nước đã lơ đi không bận tâm là cách hay nhất. Ngược lại, ông còn xua bộ máy công quyền đi chi tìm và trừng phạt nữ livestream phát ngôn câu nói trên được đánh giá là cách làm rất dại, giống như có tật thì giật mình. Chuyện về nữ livestream Milona được giới đánh giá là chuyện đùa như thật. Câu nói của livestream được nhiều người cho là tầm bậy tầm bạ, nhưng rất có thể lại trúng tùm lum tà la theo như cách nói của dân miền Nam. Có trúng hay không không ai biết được. Tuy nhiên, qua hành động của phía chính quyền thì buộc những người ta phải đặt ra câu hỏi: phải chăng cô Nguyễn Thị Thanh Loan nói đại mà lại trúng sự thật như vậy? Vào ngày 6 tháng 9 năm 2022, Công an tỉnh Thái Bình quyết định xử phạt hành chính nữ livestream Nguyễn Thị Thanh Loan và phát ngôn sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo Đảng, nhà nước. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Thái Bình xử phạt hành chính cô gái này 10 triệu đồng. Thực ra chẳng có bằng chứng khoa học nào cho thấy người coi phim khiêu dâm lại bị hói đầu. Có thể có người hói đầu xem phim khiêu dâm, nhưng bệnh hói đầu đó không phải xuất phát từ việc xem phim khiêu dâm quá nhiều. Ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hói đầu là có thật, nhưng ông có xem phim khiêu dâm hay không thì đó là bí mật chỉ có ông mới biết, chứ làm sao cô stream live kia có thể biết được mà phát ngôn trên mạng xã hội. Đây là hình ảnh có người nói rằng chính ông chủ tịch nước đã gắn cái đầu hói của vợ mình với phim 18 cộng. Có lẽ chủ tịch nước xem phim khiêu dâm hay không vẫn là một bí mật nhà nước. Nếu ông chủ tịch nước không phản ứng thì chẳng ai nghi ngờ ông xem phim 18 cộng. Tuy nhiên, vì hành động phản ứng thái quá nên người ta mới đặt câu hỏi với ông chủ tịch nước này. Thực ra xem phim khiêu dâm không có gì là xấu, nếu người xem tiết chế được sự thèm muốn nhục dục mà sống tử tế với mọi người xung quanh, đặc biệt là với phụ nữ, thì việc xem phim khiêu dâm không có gì đáng lên án cả. Cuộc sống vợ chồng mỗi người cũng chẳng khác nào, và mỗi người mỗi cảnh xem phim 18 cộng, cho nên ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nên vứt bỏ quan niệm ấu trĩ ấy đi. Và với tư cách một nguyên thủ quốc gia thì cũng không cần phải chấp nhận những lời nói vô căn cứ trên mạng xã hội. Đấy mới là phong thái của người lớn về nhân cách và trưởng thành. Đây là hình ảnh streamer cô gái này đã bị phạt 10 triệu đồng. Án phạt 10 triệu đồng cho một lời nói vô căn cứ là một vết đen về danh tiếng của ông chủ tịch nước không bao giờ gột rửa được. Từ chuyện nhỏ mà phải phản ứng thái quá nên xé ra to và thành đề tài đàm tiếu của toàn xã hội trong và ngoài nước, thì rõ ràng đây không phải là cách phản ứng khôn ngoan của ông chủ tịch nước. Trong những hoàn cảnh như thế này, im lặng là vàng, càng phản ứng càng bị hình ảnh xấu đi. Có vẻ như ông chủ tịch nước giải đấu đá ở chính trường, nhưng về nhân cách ông vẫn chưa trưởng thành. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin xé bỏ chiếc áo màu mè người cộng sản, ông Bí Thư Nên đã vả vào mặt cả đám háo danh. Những ngày qua, cộng đồng mạng đã xôn xao hình ảnh một lẵng hoa của ông Bí Thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên gửi đến mừng thọ 90 tuổi của nhà văn Nguyên Ngọc. Điều đặc biệt là lâu nay người ta biết cụ Nguyên Ngọc đã tư tưởng không đồng tình với những giá trị cổ hủ
mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang xây dựng. Đây là hình ảnh ông Bí Thư Nguyễn Văn Nên. Nét đặc trưng của người Cộng sản là tính háo danh. Khi viết thiệp mời hay ghi tên trên danh thiếp, họ thường liệt kê hàng tá danh hiệu, học hàm, học vị, chức tước, vân vân. Có người liệt kê nhiều đến nỗi người ta đọc qua một lần không thể nhớ nổi hết các chức vụ người đó đang nắm giữ. Trong trường hợp ông Nguyễn Văn Nên thì nếu đúng theo phong cách háo danh của người Cộng sản thì phải ghi là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Phòng chống tham nhũng Thành ủy Nguyễn Văn Nên chúc mừng sinh nhật lần thứ 90 của nhà văn Nguyên Ngọc. Tuy nhiên, lần này ông Nên đã ghi rất ngắn gọn, không màu mè rằng cháu Nguyễn Văn Nên chúc mừng sinh nhật lần thứ 90 của bác Nguyên Ngọc. Một sự khác lạ so với các quan chức Cộng sản thông thường khác. Ông Nguyễn Văn Nên lớn lên trong một cái nôi Cộng sản. Tất nhiên ít nhiều ông cũng hiểu thói háo danh hay khoe khoang của các quan chức của Đảng Cộng sản. Thậm chí xã hội Việt Nam hiện nay cũng đã nhiễm thói háo danh khoe mẽ này rất nhiều. Thói này bị nhiều người hiểu biết chỉ trích, mà hầu hết những người này bị chế độ gán cho là thành phần phản động. Vì thế các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ lắng nghe, dù cho những lời góp ý đó là chân tình đến đâu đi chẳng nữa. Tuy nhiên, một quan chức hàng Ủy viên Bộ Chính trị như Nguyễn Văn Nên đã lắng nghe. Ông Nên được đánh giá là người hiếm hoi biết lắng nghe những lời góp ý thực sự từ xã hội. Đây là hình ảnh lắng hoa chúc mừng của ông Nguyễn Văn Nên. Lẽ ra Đảng Cộng sản nên hiểu chuyện kiêm nhiệm nhiều chức vụ là chuyện không hiếm trên thế giới. Nhưng trên thế giới người ta phân biệt chức danh nào ứng với nhiệm vụ nào rất rõ ràng, và họ chỉ nói một chức vụ cần thiết. Ví dụ như trường hợp ông Nguyễn Văn Nên, khi họp Bộ Chính trị thì người ta gọi là ông là Ủy viên Bộ Chính trị, hay khi họp Thành ủy thì gọi ông là Bí thư Thành ủy, và khi họp Ban Phòng chống tham nhũng thì gọi ông là Trưởng ban. Còn ngoài các nhiệm vụ này ra, ông Nên xưng danh hoặc xưng tên nếu kèm theo vai vế xã hội là đúng nhất. Việc ông Nguyễn Văn Nên xưng với nhà văn Nguyên Ngọc là cháu Nguyễn Văn Nên là hợp lý, không cần phải gắn hàng tá chức vụ để khoe mẽ, trông rất hợm hĩnh. Thực ra, việc làm của Nguyễn Văn Nên không có gì to tát. Việc ông làm là đúng mực đối với một con người hiểu biết, bởi vì xã hội Việt Nam nhìn đâu cũng là thành phần hợm hĩnh, đặc biệt là trong chính quyền. Người ta không tìm đâu ra người đúng mực nên chuyện ông Nguyễn Văn Nên làm trở nên nổi trội mà thôi. Và tại Việt Nam có những quan chức khi mời đám cưới cho con cũng ghi tên mình kèm theo hàng tá chức vụ dường như để ra ngoài. Nền giáo dục xã hội chủ nghĩa nó làm cho con người không thể trưởng thành được. Hành động ôm hết tất cả những gì mình có ra khoe được cho là hành động của những đứa con nít chưa trưởng thành. Ai đã từng nuôi trẻ em thì sẽ hiểu tính này của chúng. Khi được bố mẹ mua cho đồ chơi, chúng thường muốn mang ra khoe với người lạ mỗi khi nhà có khách. Ở các nước văn minh, khi lớn hơn, con người thường vứt bỏ đi những bản tính khoe mẽ ấy để xem như là một phần của dấu hiệu người đã trưởng thành. Đây là hình ảnh thói háo danh rất quen thuộc của các quan chức của Đảng Cộng sản ghi chức danh lên thiệp cưới của con. Việc ông Nguyễn Văn Nên làm không có gì là vĩ đại cả, đó là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, ông Nên lại là một đảng viên thuộc hàng đứng đầu của đảng này. Ông làm thế chẳng khác nào ông xé bỏ và trà đạp lên cái chiếc áo màu mè mang tên háo danh mà người Cộng sản nào cũng thường muốn khoác vào. Với hành động này chẳng khác nào vào mặt những người háo danh trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Không biết bọn chúng có cay ông Bí thư Nguyễn Văn Nên hay không.